this Malaysian side, from your opinion? Đầu tiên thì chúc mừng ông đã giành chiến thắng. Ông có thể chia sẻ được cái sự khó khăn của trận đấu này khi mà ông phải đối mặt với đội U23 Malaysia không? Để mà nói về khó khăn thì tôi nghĩ rằng không riêng gì trận đấu này mà trận bất cứ trận đấu nào cũng rất khó khăn. Hôm nay lại là trận bán kết, có thể nói là cũng có những áp lực nhất định và rất là may đội đã cố gắng để vượt qua. Tôi nghĩ rằng đội cũng vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng dưới góc từng cá nhân và tập thể thì đây là cơ hội để chúng ta có thể tiến bộ và trưởng thành hơn. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã cố gắng hết sức, và dưới tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các cầu thủ cũng như là khán giả. Not only this match is a difficult match, I think every match is also difficult. Of course, we have in the semi-final, we have some pressures, but really lucky that we won the match today. Of course, our team still have many issues, but I think this is also the chance for my players to improve in the future. I want to say thank you to my players and say thank you to own supporter. Next question. If you win this four penalty medal and win Quebec, one more. Okay. Coach, you have played Malaysian national team side when you conduct the national squad of Vietnam, and now you against the young Malaysian side. What is the difference between these two teams from your opinion, coach? Ông đã từng đối diện với lại đội tuyển quốc gia Malaysia và ngày hôm nay thì ông cũng đã đối đầu với lại đội trẻ, thì ông có thể cho nhận định được sự khác biệt giữa hai đội tuyển hay không? Với tư cách là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia và đội U23 Việt Nam thì tôi nghĩ rằng cũng là một điều không phải nếu như tôi đánh giá về đội Malaysia. Để mà nói thì đội tuyển Malaysia cũng như là đội U23 Malaysia họ cũng có rất là
nhiều cầu thủ giỏi. Và tôi nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam hay là Malaysia với cái tình hình là chúng ta luôn luôn thi đấu và cạnh tranh như này, nó sẽ là một cơ hội để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam cũng có rất là nhiều cầu thủ giỏi và Malaysia cũng có rất nhiều cầu thủ giỏi. Is the role of head coach of the Vietnam national teams and Vietnam under 23 national teams is really difficult for me to give any comment assessment related to the national team and of Malaysia and the 23 of Malaysia. But I think that both team we have the good players and we have the competitive these few years. I think this is very good opportunity for us to improve and improve the Asian football. Once again, I think that all Vietnam and Malaysia, we have good players. Vâng, xin hỏi huấn luyện viên là hôm nay là trận cuối cùng của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games lần này đá tại sân Việt Trì. Thì trong suốt các trận đấu vừa qua thì hành trình của đội tuyển ở sân Việt Trì đã như thế nào và ông đánh giá như nào về sự cổ vũ của khán giả địa phương tại đây với đội tuyển U23? So today is the last match that you play in the Việt Trì Stadium. So what do you think about the previous matches that you play in this field, and what do you think about the supporters of Việt Trì City? Mọi người thế giới trật tự giúp cái ạ. Mấy bạn thế giới trật tự giúp mình cái. 많은 베테랑 국민들께서 응원과 격려를 해 주셔서 우리 선수들한테는 많은 도움이 되었습니다. 특히 오늘 경기는 제가 알기로 베트남에서 가장 존경받는 호치민 주석님의 생신인 걸로 알고 있습니다. 오늘 가장 베트남에서 존경받는 호치민 주석님 생일날 또 우리가 준결승에서 승리했다는 것에 대해서 굉장히 의미를 갖고 있고 베트남 국민들께 응원해 주셔서 감독으로서 감사의 말씀 드립니다. Trong suốt những trận đấu vừa rồi, chúng ta có 4 trận đấu ở vòng bảng và hôm nay là trận bán kết được tổ chức trên sân vận động thành phố Việt Trì. Tôi cảm nhận được rằng người hâm mộ địa phương cũng như là người hâm mộ cả nước luôn luôn tới và ủng hộ, cổ vũ rất rất nhiệt tình cho đội tuyển, đặc biệt trong trận đấu ngày hôm nay, trận đấu rất khó khăn. Và sự ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình đó đã đem lại rất là nhiều sự động viên cũng như là giúp ích nhiều cho các cầu thủ. Và tôi cũng được biết rằng hôm nay là ngày 19 tháng 5, là ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, một nhân vật giành được rất là nhiều sự tôn kính trên đất nước Việt Nam. Hôm nay, trận thắng bán kết ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng nó có rất là càng có thêm nhiều ý nghĩa. Dưới tư cách là huấn luyện viên trưởng của đội U23 quốc gia Việt Nam, tôi xin được gửi lời hâm mộ tới người hâm mộ bóng đá nói riêng cũng như là toàn thể người dân Việt Nam nói chung. We used to play 4 games in this stadium, and today is the semi-final games. I think that is really amazing for the Vietnam supporter, a futsal supporter also. And in today's match, they give us very big supporting and have our players play good match. As I know that today also is the birthday of Uncle Ho, is the very appreciated leader of Vietnam. So I think today winning also is very meaning to want to send to the Vietnamese people.
Tôi xin hỏi một chút là có điều gì về mặt chuyên môn ở trận đấu hôm nay của đội tuyển U23 Việt Nam mà ông cảm thấy chưa thực sự hài lòng không? Và ông có thể chia sẻ một chút về trận chung kết sắp tới với Thái Lan hay không? Cảm ơn ông. So, well, what is the thing that you are not really satisfied about the match today? And can you share a little bit about your plan for the final match?그런 부분을 수행하려는 선수들의 어떤 자세를 높이 평가하고 있고 또 뭐 그는 또 보완될 부분은 또 점차 개인과 팀이 보완하면서 발전하는 것이고 또 결과는 이기기 때문에 또 남은 경기는 또 한 경기 남아 있습니다. 뭐 그런 부분은 또 우리 선수들한테는 동기부여와 사기가 지금 필요할 때니까 뭐 그런 부분에 또 집중할 생각입니다. Dưới tư cách là huấn luyện viên trưởng thì tôi luôn luôn là hy vọng là các cầu thủ sẽ có thể chơi được đúng với những cái ý đồ chiến thuật và trận đấu nó diễn ra đúng với những ý đồ chiến thuật mà tôi đề ra. Nhưng mà bóng đá là một môn mà nó có rất là nhiều sai số, và đặc biệt nó là môn thể thao chơi bằng chân và lại còn có đối phương nữa, nên là đôi khi những gì nó diễn ra ở trên sân đấu cũng có thể là không giống như với những cái ý đồ mà chúng tôi đặt ra từ đầu. Để mà nói thì tôi nghĩ rằng hôm nay các cầu thủ đã cố gắng chơi đúng với những cái ý đồ chiến thuật mà chúng tôi đề ra. Kết quả là điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ rằng đội bóng cũng cần phải có nhiều điểm mà chúng ta cần phải khắc phục. Trước mắt chúng tôi còn một trận đấu rất là quan trọng nữa. Và bây giờ quan trọng nhất là cái tinh thần của toàn đội về nội dung này. Tôi sẽ cố gắng làm sao cùng với các cầu thủ tập trung tốt nhất để giành kết quả tốt trong trận sắp tới. Of course, in the role of the head coach, I hope that my players can play as what I want before the games. But as you know, that football is the game is with many mistakes, and we play by foot, and we have the opponents, so it's not easy. And as we thinking. But I think today my players, they try to follow my instruction, and the important thing is the result of the match. Of course, we still have some points we need to amend and change, but I think that now the most important thing is we must focus on the last game. Hôm nay chúng ta đã có Thái국전은 뭐 많이 비디오를 받고 뭐 지금 뭐 이제 중계승이 끝났기 때문에 내일 하루 우리 코치들과 충분한 논의를 해서 준비하겠습니다. Về trận đấu với Thái Lan thì thực ra thì chúng tôi cũng đã xem rất là nhiều video liên quan đến đội Thái Lan rồi, đã có những cái sự
chuẩn bị rồi. Hôm nay trận đấu bán kết đã kết thúc, ngày mai tôi cùng các trợ lý chúng tôi sẽ làm việc để làm sao chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu gặp Thái Lan. The game with Thailand, actually we have analysis with the video, and from tomorrow morning we will start to research about Thailand. Thật là tiếc khi hôm nay Văn Xuân đã bị chấn thương khá nặng. Ông có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh của cậu lúc này, và ông có thể chia sẻ về những cái phương án có thể thay Văn Xuân ở cho trận đấu cuối cùng rất quan trọng hay không? Xin cảm ơn. It's a shame that the player Văn Xuân had a very bad injury in today's match. So can you share a little bit about his situation right now, and do you have any plans to substitute him in the next match? Hôm nay thì sau khi bị chấn thương thì hiện tại Lê Văn Xuân đã phải di chuyển đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Trước tiên thì sẽ cần phải có chẩn đoán hình ảnh thông qua phim chụp MRI thì mới biết được chính xác chấn thương của bạn ấy như thế nào. Và tôi nghĩ rằng có lẽ khả năng ra sân của Văn Xuân ở trong trận đấu chung kết cũng phải bỏ ngỏ, tương đối khó khăn. Dù sao thì vẫn phải đợi tới cái chẩn đoán chính xác, chúng tôi mới có thể biết được cụ thể về tình trạng chấn thương của Lê Văn Xuân. Về phương án thay thế Lê Văn Xuân thì hiện tại chúng tôi vẫn còn Tấn Tài, hay là thậm chí Đến cũng có thể đá ở được vị trí đó. Chúng tôi vẫn còn nguồn lực về nhân sự, nên tôi nghĩ rằng ở đây cũng có thể là những cái phương án thay thế cho vị trí đó. After got the injury, my players is go to the hospital by the ambulance, but I think for the exactly result we must waiting for the MRI scan. But I think that is quite difficult for him to play the final match. But the final decision I will give after I have the exactly result relate to the other players replace him. I still have the Thai and Dan, they can play at that position. So I will thinking how to manage. The question will be the last question. Alo, Trung Ngầm Phương Việt Báo Thanh Niên. Ngày hôm nay Tiến Linh là người hùng. Lúc anh ta ghi bàn tôi thấy ông, tôi cảm giác là ông không vui vì anh ta cởi áo, không biết có đúng không, và nếu mà vậy thì ông có bình luận gì về cái việc? Anh nói rõ hơn. Ok, Tiến Linh hôm nay là người hùng, anh ta cởi áo ăn mừng bàn thắng. Lúc đó tôi nhìn ông thì có vẻ như có thể, nếu tôi đoán là ông không vui. Như vậy thì không có bình luận gì về việc Tiến Linh đã cởi áo và mừng bàn thắng. Tiến Linh is the hero in today's match. So after he scored the goal, he has taken off his shirt, and I guess that you were not really happy about the action. So what is your comment about him and his doing the action like this? Tiến Linh 오늘 골 넣었으니까 영웅
같습니다. 감독님 그때 아마도 그런 거에 대해서 좀 기분이 안 좋았던 것 같은데 그런 거에 대해서 무슨 말씀이세요? 팀의 승리는 개인의 승리가 아닙니다. 대니니 오늘 넣었고 칭찬하고 싶지만 그거는 그 골은 예닌의 혼자만의 노력으로 된 건 아니고 전체 선수들의 노력으로 된 거기 때문에 그 골은 그런 의미에서 개인의 골보다 팀의 골이라고 저는 감독으로 생각하고 있습니다. 저는 예닌이 옷을 벗었는지 몰랐습니다. 나중에 주심한테 경고를 받았는데 본인이 너무 감격해서 자기도 그걸 벗게 되면 경고를 받는다는 것은 룰에 나와 있는 건데 그런 부분은 되도록이면 자제하는 게 좋겠죠. 이해가니? 옷을 벗은 걸 보지 못했습니다. 보지 못했고 나중에 경고받는 상황을 보니까 옷을 벗었던데 그게 개인이 선수가 너무 감격해서 순간적으로 자기도 옷을 벗으면 경고받을 것이라 알았는데 감격감이 넘는데 불필요한 행위로 인해서 경고를 받는 것은 안 하는 게 좋다고 저도 생각하고 있고 다시 기분 나쁘지 않게끔 주의를 환기시킬 필요는 있다고 생각하고 있습니다. Tôi nghĩ rằng hôm nay thì đúng là Tiến Linh đã ghi bàn rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng bàn thắng này là một bàn thắng không phải chỉ của riêng Tiến Linh mà bàn thắng này cũng có công của rất là nhiều đồng đội khác. Có thể nói là người ghi bàn là Tiến Linh và tôi cũng muốn khen Tiến Linh nhưng không phải một mình Tiến Linh đã tạo nên bàn thắng đó dưới tư cách là huấn luyện trưởng. Tôi nghĩ rằng đây là một bàn thắng mà có ý nghĩa, đó là sự cố gắng của toàn đội. Về tình huống mà Tiến Linh cởi áo ăn mừng thì ban đầu là tôi cũng không nhìn thấy, nhưng về sau thì hình như là bạn ấy bị thẻ, bạn ấy phải nhận một thẻ. Thì tôi nghĩ rằng dưới góc độ cá nhân thì chúng ta cũng nên có những cái sự tiết chế, có những cái sự suy nghĩ là chẳng hạn như là nếu như chúng ta cởi áo thì có thể là chúng ta sẽ phải nhận thẻ, mà tình huống nhận thẻ đó hoàn toàn là cũng là tình huống không cần thiết. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên tránh những cái tình huống như thế ở trên sân đấu. In today match, Tiến Linh scored the goal, an important goal. But I think this is not only belong to him. This is belong to all the team. It's really a meaningful goal for today match. When he took out his jersey, I didn't see that situation. But when I recognized that he received one yellow card, I think that this is not necessary to receive the yellow card at that situation. He have to thinking and avoid for the next time. Thank you. Well, thank you. Yeah.